Hello, chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa mình có quay cái video trên short ngắn đó, cô chú anh chị các bạn hỏi tại sao trên quê mà không tốn tiền mua đồ ăn hoặc là mua ít, thì hôm nay là mình sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị các bạn ngôi nhà của cô mình, thức ăn tự cung tự cấp nghe cô chú anh chị các bạn. Có thể là mình mua một bữa ít đó nghe cô chú chị các bạn, ví dụ như những cái mình không có như khô nè, khô mắm mình không có nè, rồi thịt lợn hay thịt bò đâu cô chú chị các bạn, nhưng đều đổi lại là mình bán những sản phẩm của mình mua lại cái đó cũng như là tự cung tự cấp nghe cô chú chị các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay cho cô chú chị các bạn là nó có mình đúng hay không cô chú chị các bạn. Đây thì đầu tiên á, này, nhà cô mình là có ba con vịt nha cô chú anh chị các bạn, vịt đẻ trứng, mà con trống ba con mái đẻ ra, có thể là mình ăn không thức ăn mình dư thừa, trứng mình ăn không hết đó, là mình cho vịt nó ấp rồi nó nở ra mình nhân giống cho cô chú anh chị các bạn. Rồi gà này cô chú anh chị các bạn, gà mình cũng nuôi, có thể là ăn trứng ớn mà ăn thịt gà nghe cô chú anh chị các bạn. Thì gà nó sẽ ở trên quê thì tự nó đi kiếm ăn nghe cô chú anh chị các bạn, có thể là mình cho tới ăn thừa. Rồi lợn này cô chú anh chị các bạn, lợn giống, đây là lợn giống nghe cô chú anh chị các bạn. Thì mình có làm sao chia sẻ cô chú anh chị các bạn vậy. Có cô chú chị bạn tin nói ở thành phố Củ Chi mà sao thực phẩm tự túc là mua số lượng ít, cô chú chị các bạn comment hỏi mình. Thì hôm nay mình quay cảnh cho cô chú chị các bạn thấy heo này cho ăn á, là không phải cho ăn cám như người ta nghe cô chú chị các bạn, là mình mua lòng gà, lục cá cô chú chị các bạn, rồi về mình trộn với chuối cây, tại nhà mình có chuối cô chú chị các bạn, mình chặt trái rồi á thì mình còn cây á, mình cho heo ăn. Cô chú chị thấy không, ăn cảnh không, chuối cây á. Còn đây là ấu sen bữa mình chia sẻ cô chú chị các bạn á, là bây giờ mình ấu dưỡng mình tát với gạn lên để cho nó sâu sâu bớt cô chú chị các bạn, để lâu ngày đất đó, nó chài. Cái này là nuôi chai nghe cô chú chị các bạn, nhưng có cá thả cá dưới đây ít nghe cô chú anh chị các bạn, với cá đồng á thả ở đây nè, thì cá mình câu lên mấy mình giăng lưới mình bắt lên, cá nhà nuôi cô chú anh chị các bạn. Đây tát là mình quay cho cô chú anh chị các bạn thấy là coi có cá hay không nghe. Đây ăn trái mình trồng này cô chú anh chị các bạn, có thể là mình đổi thực phẩm dùng rau củ quả đó mình bán, mình đổi là những thực phẩm mình cần thiết, ví dụ như là thịt này thịt kia, khô mắm tôm mực gì đó mình bán trao đổi. Cá này là ao ngoài tự nhiên đấy cô chú anh chị các bạn, không phải ao nuôi. Lát mình sẽ quay cận cảnh ao nuôi cho cô chú anh chị các bạn thấy là ao cá nuôi. Đây là vườn rau lan nha cô chú anh chị các bạn, trồng khen canh là bự vô mà đất này phèn quá, thì rau lan này mà ngày bán cũng 100.000 đó cô chú anh chị các bạn. Rau lan này nè, mình bán là mình cắt ngọn mình bán cho người ta mà ăn đó cô chú chị các bạn. Đọt này mình cắt ở đây mình bán cho người ta ngày 100.000 cô chú chị các bạn. Bên cạnh đó còn có chuối cô chú chị các bạn thấy không, đất ở Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, chuối là cô chú chị các bạn, xen canh với mít nó đó, trồng mảng cầu vẫn còn rép với cô chú chị các bạn. Mà bây giờ nó sạc cá đục quá sạc cô chú chị các bạn, rồi không có chết nè, chuối nè cô chú chị các bạn, ngoài chuối thì bán 100.000 ngoài cô chú chị các bạn thấy gì chứ, bán 100.000 ngoài cô chú chị các bạn. Thì cứ mình có thể là trao đổi thức ăn mà có dư nghe cô chú anh chị các bạn, chứ không phải mình trao đổi thức ăn không đâu, xả nha, không tự trồng này cô chú anh chị các bạn, vùng quê mà
Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh thiệt, như là nó cũng còn quê lắm nha cô chú chị các bạn. Nè, đây là một ao cá sao chạy heo, là cũng là một ao cá nữa nghe cô chú chị các bạn. Bên kia cũng là một ao cá nó, mình quay cận cảnh cho cô chú chị các bạn thấy là nó của mình là chính xác nha cô chú chị các bạn, chứ không phải mà nó khoét đâu. Thì cá ở đây là mình cứ câu lên mình ăn đó, mình không có cần là phải ra chợ mua đâu nghe cô chú chị các bạn. Cá thả rất nhiều mà cô chú chị các bạn, nước ra vô đó. Cô chú thấy rau lan tốt không? Này là đa số phát heo là nhiều của cô chú chị các bạn, giúp cho đất hạ phèn với tốt lắm cô chú chị các bạn. Bên cạnh đó còn nhà đam nè, nấu bán 5.000 chai, 10 chai cũng được 50.000, từng lễ bán 2 lần thôi thì lần cũng được mấy trăm ngàn nha cô chú chị các bạn. Tiền không nha, đu đủ này cũng tự trồng luôn nè, không mua gì hết nha cô chú chị các bạn, quê mà, thực phẩm từ cung từ cấp. Gì con sao chứ, con nói sao đứa anh nhà hả con? Cá là ở đây nhiều lắm cô chú chị các bạn, tại ở đây là họng phân heo ra cô chú chị các bạn, đa số tập trung ở đây nhiều. Hồ này hồi đó là để ươm cá giống nha cô chú chị các bạn, làm không hiệu quả bỏ nha cô chú chị các bạn. Ép cá bọt về cô chú chị các bạn, hoặc là mình cá mình đó, mình tự làm, mình tự làm thụ tinh đó mình ươm, bây giờ không hiệu quả nó bỏ chú gì các bạn, tắt khoèn quá. Kinh đông này nó mới làm cô chú anh chị các bạn, nó mới làm đây, hồi đó là nó không có nước kinh đông, đất đây nước đây phèn lạnh, lạnh quá cá chịu không nổi. Giờ mình nhập cái giống rồi cô chú anh chị thấy không, ao rộng bao la, cái đất này gần 10 mấy ngàn mét vuông nghe cô chú anh chị các bạn. Và cô thứ hai bên kia cũng vậy nghe cô chú anh chị các bạn, bên kia là trồng xài, chuối xen kẽ vô bự đó. Heo này đó nuôi nhiều lắm nghe cô chú anh chị các bạn, bị dịch tả heo trong khuy á, bị quỷ hết rồi. Giờ không nuôi nữa cô chú anh chị các bạn, gầy lại ít mới gầy lại. Ao này là nước ra vô cô chú anh chị các bạn, là lấy nước từ kinh đông đó, kinh đông trên kia mình lấy nước về đây, mình rút nước đó về đây, nên là giờ nuôi cá được lắm nghe cô chú anh chị các bạn. Hồi đó thì không có lấy nước được, còn giờ lấy nước được thì giờ nuôi cá đó. Cô chú chị thấy cá nhiều không? Cá tra với cá phơi, cá nhiều lắm mấy cô chú chị các bạn. Hai năm bán lần, còn ở ngoài đó thì trồng mít không à. Mít 1 hecta mấy, rộng lắm. Thật sự là cũng có làm dạng như bờ kè á cô chú chị các bạn, mà những điều cá khóa quá, đục khóa quá, giờ đang gia cố lại mà đất rộng quá. Đây là mình, cô mình trồng bử nha đam nghe cô chú chị các bạn, bử canh với nha đam cuối cô chú chị các bạn, tán bự. Mít
cá trái thì mình chỉ mà chùm ruột, chùm ruột này tới mùa trái dữ lắm nha cô chú chị các bạn, ha. Trái chùm ruột, trái quằn luôn, nằm mất hết bài. Cá ấn tượng này ông anh mình đi câu về được rồi cô chú chị bạn, là nuôi luôn. Bữa câu của ông anh mình nè, tuần câu á, bữa cũng ra ngoài sông á, ông câu số lượng cá ấn tượng này gần 2 kg cũng nuôi luôn nha cô chú chị các bạn, đã không, bự lắm nha cô chú chị các bạn. Ồ, 2 kg cô chú chị các bạn, cá ấn tượng ghê gớm, cá này còn mấy chục năm á cô chú chị các bạn, cũng bự vậy nè.